Xin chân anh cảm ơn anh em đã quay trở lại với Taga Channel. Các bạn biết đấy, Nga luôn được nhắc tới là một vùng đất xinh đẹp, có diện tích lớn nhất thế giới và kéo dài tận 9 múi giờ. Nếu bạn nhìn sâu hơn lịch sử của nước Nga, bạn có thể thấy đó là một vùng đất bí ẩn, bí mật về hỗn loạn chính trị. Vậy có điều gì còn bí mật ẩn giấu sau vẻ ngoài xinh đẹp của đất nước này hay không? Hãy cùng Taga khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Top 10 sự thật gây sốc về nước Nga. Ở vị trí thứ 10 thì đó chính là sự thật 60 thành phố bí mật hoàn toàn và hạn chế người nước ngoài. Nếu tìm hiểu về lịch sử, không khó để biết rằng Nga đã rất đóng cửa trong thời kỳ Liên Xô. Tuy nhiên, nhiều người sẽ bị sốc khi biết rằng, thậm chí là ngày nay, có rất nhiều thành phố bí mật nằm rải rác khắp Liên bang Nga. Những thành phố này cư dân vẫn sống cuộc sống hàng ngày của mình, nhưng ngay cả khi họ muốn gia đình đến thăm, họ sẽ cần phải có giấy phép đặc biệt. Du khách nước ngoài thì hoàn toàn bị cấm đến thăm thành phố bí mật này của Nga. Các thành phố này được biết đến là có sự kết nối với các trung tâm nghiên cứu quân sự và hạt nhân. Phía Yuchin nằm trên bán đảo Kamchatka ở phía đông của Nga là căn cứ để chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Zelenogorod ở giữa Siberia là trung tâm sản xuất plutonium của Nga. Cuối cùng thì không thể bỏ qua Sarov, trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Nga. Thành phố khép kín này là nổi tiếng nhất vì đây là nơi có vũ khí hạt nhân mạnh nhất từng được tạo ra, Tsar Bomba. Ngoài những thành phố đóng cửa nhưng vẫn được biết tới này, vẫn còn nhiều thành phố hoàn toàn xa lạ và thậm chí là không được đưa lên bản đồ để giữ bí mật. Tất nhiên là người nước ngoài thường không tìm kiếm những thành phố này, nhưng nó có thể khiến người ta tự hỏi về những bí mật còn sót lại đằng sau đất nước lớn nhất thế giới. Chín, người Nga có tuổi thọ khá là thấp. Các nghiên cứu cho thấy cứ 4 người đàn ông Nga thì sẽ có một người chết trước khi bước sang tuổi 55. Có lẽ là người Nga nên bắt đầu xem xét những tác động tiêu cực của việc uống rượu nặng. Với thống kê gây sốc này, đàn ông Nga trung bình chỉ sống đến tuổi 64. Việc này đã đưa Nga vào 50 quốc gia tuổi thọ thấp nhất thế giới. Sự ưa thích của người Nga đối với rượu mạnh rõ ràng ảnh hưởng đến tuổi thọ của nam giới. Người trưởng thành trung bình tiêu thụ khoảng 20 lít rượu vodka mỗi năm. Mặc dù là những cái chết liên quan trực tiếp đến rượu đã giảm đáng kể từ những năm 90, song rượu thì vẫn là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 3 ở Nga. Dù vậy thì uống rượu không phải là nguyên nhân duy nhất của tuổi thọ thấp. Số lượng tử vong liên quan bệnh tim mạch và đột quỵ ở Nga rất là cao, chính xác là 65%. 8. Pancake được phục vụ với trứng cá muối và kem chua. Pancake phục vụ với trứng cá muối và kem chua được gọi là blini. Đây là món ăn phổ biến có ở trên mọi con phố của nước Nga. Nó thì là một loại bánh mỏng nhiều lớp được làm từ lúa mì, kiêu mạch và bột yến mạch. Bánh xếp blini là một phần không thể thiếu ẩm thực của Nga và được thưởng thức nhiều nhất trong lễ hội mừng năm mới Malenita tại đây. Bánh blini của Nga có rất nhiều lớp với nhiều loại nhân khác nhau. Tại bất cứ nhà hàng nào của Nga thì món bánh này luôn là món ăn chính phục vụ phổ biến cho thực khách. Ngày nay thì bánh có nhiều kiểu dáng như là cuộn hay ăn kèm nhiều thứ khác tạo hương vị riêng của mình. 7. Bạn bị cấm huýt sáo ở trong nhà. Người Nga vô cùng là mê tín, có rất nhiều việc không nên làm ở Nga như đi giày vào nhà hay ngồi ở góc bàn. Việc huýt sáo trong nhà thì theo người Nga sẽ mang lại điều xui xẻo cho bạn. Một trong số đó là dấu hiệu báo rằng bạn sẽ bị mất tiền. 6. Tỷ lệ tỷ phú cao thứ 3 trên toàn thế giới. Moscow từng trị vì ngôi đầu bảng khi đây là nơi cư ngụ của 84 tỷ phú thế giới. Tuy nhiên hiện nay, một số người đã chuyển sang theo đuổi cơ hội kinh doanh lớn hơn ở nước ngoài. Dù vậy thì Moscow vẫn là nhà của khoảng 71 tỷ phú. Họ đã ước tính rằng 89% tài sản của Nga được kiểm soát bởi 10% dân số giàu nhất. Tổng thống Nga Vladimir Putin là một phần của một số ít người giàu có, kiểm soát không chỉ tiền mà còn cả chính trị của quốc gia. 5. Phụ nữ đông hơn đàn ông. Tình trạng mất cân bằng giới và cán cân nghiêng phái nữ ở Nga sẽ kéo dài trong vài chục năm tới và không mấy được cải thiện. Đây là một dự báo ảm đạm cho cánh chị em phụ nữ ở xứ sở Bạch Dương. Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê Liên bang Nga, tình trạng nữ thừa nam thiếu ở nước này sẽ tiếp tục duy trì về dài hạn. Đến năm 2036, khu vực duy nhất ở Nga có số đàn ông đông hơn phụ nữ là khu tự trị Chukotka nằm ở vùng Viễn Đông. Cụ thể hơn là trong năm 2019, cứ 1.000 đàn ông Nga thì có đến 1.154 phụ nữ. Đến năm 2036, tỷ lệ sẽ là 1.000 đàn ông trên 1.128 phụ nữ. Các chuyên gia nhân khẩu học nhận xét hiện tượng mất cân bằng giới ở Nga không phải lỗi của tâm lý lựa chọn giới tính như là ở một số nước Á Đông. Vấn đề thì như Taka đã nói trên, đó là tỷ lệ tử vong cao của cánh đàn ông nước này. Rất là oái oăm đúng không nào? 4. Bạn có thể bị bắt và tra tấn vì là người đồng tính ở Nga. Đồng tính luyến ái thì là một tội ác, người đồng tính thì nên bị tiêu diệt. Nếu có ai trong gia đình là người đồng tính, họ sẽ bị giết bởi chính bàn tay của thành viên trong gia đình.
Đó thì là suy nghĩ đáng sợ của hầu hết mọi người về cộng đồng LGBT ở nước Nga. Ở Nga thì có đạo luật cấm tuyên truyền đồng tính liên ái. Người ta cấm trẻ em và mọi người cho rằng đồng tính là bình thường. Đồng thời cấm các tổ chức, trang web giúp đỡ hay bảo vệ cộng đồng LGBT. Đạo luật hà khắc này đã khiến cuộc sống của những người đồng tính cực kỳ là khốn khổ. Các mối quan hệ đồng tính gần như là không được phép truyền bá trong bất kỳ hình thức hay lĩnh vực nào tại đây. Đó là lý do hồi đầu năm nay, Quỹ Điện ảnh Quốc gia Nga Godfrey Mongfong đã từ chối tham gia dự án làm phim về tiểu sử của đạo diễn lừng danh Sergei Eisenstein vì ông này là người đồng tính. Trong khi đó thì các ca sĩ, nghệ sĩ và diễn viên nổi tiếng của Nga đồng tính đều phải nỗ lực che giấu khuynh hướng tình dục của mình trước bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là công chúng. Bởi những hậu quả khôn lường khi sự việc này bị công khai. 80% người Nga được hỏi tin rằng những người đồng tính nên che giấu đi khuynh hướng tình dục của mình. Chính vì lẽ đó, có rất nhiều người Nga phải sống cuộc sống hai mặt trong suốt hàng chục năm bởi không để công khai mình là người đồng tính. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 16% người Nga nghĩ rằng đồng tính là tự nhiên. Trong khi hơn 50% người được hỏi tin rằng đồng tính là một căn bệnh và cần phải được điều trị. Chính sự kỳ thị đó khiến những người đồng tính ở Nga phải chịu thiệt thòi. Rất nhiều người bị bạn tình đồng tính đánh đập, cướp bóc nhưng không hề dám báo cảnh sát bởi xấu hổ mặc cảm. Có khoảng 10 triệu người đồng tính ở Nga nhưng hầu như không có bất kỳ số liệu chính thức nào từng được công bố. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là sự thật, gấu bị nghiện khi sử dụng dầu hỏa. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Krotoki, hơn 700 chú gấu đã nhúng tay vào những hộp nhiên liệu, máy bay còn sót lại. Các sinh vật này đánh hơi, săn lùng những hộp nhiên liệu bị vứt bỏ. Các hộp nhiên liệu còn sót lại đến từ việc sử dụng máy phát điện và máy bay trực thăng trong khu bảo tồn thiên nhiên. Khu bảo tồn thiên nhiên là nơi sinh sống của hơn 700 con gấu nâu, được cho là loài gấu nâu lớn nhất thế giới. Khu bảo tồn có bao phủ hơn 225.000 hecta đất và đã được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Các sinh vật này săn lùng những hộp nhiên liệu bị vứt bỏ. Chúng đánh hơi mùi dầu hỏa trong khói, sau đó lăn qua, nằm ngửa vật lộn. Những con gấu này chính xác theo nghĩa đen là đã bị nghiện. Hai, có hơn 1 triệu dân bị nhiễm HIV. Đối với một quốc gia phát triển, Nga có số lượng người nhiễm HIV và AIDS cao đáng báo động. Gần đây thì con số này lên tới 1,2 triệu người nhiễm HIV ở trong nước. Mỗi năm thì tỷ lệ người nhiễm bệnh đang tăng lên 10-15% ở Nga. Điều này có nghĩa là hơn 250 người đang bị nhiễm bệnh mỗi ngày. Khoảng 49% trường hợp nhiễm mới đến từ các đối tác dị tính. Rõ ràng là các đối tác là gái mẹ dâm và những người sử dụng kim tiêm có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Các ước tính thì cho thấy khoảng 500.000 người Nga đang sống với HIV và thậm chí còn không biết điều đó. Lý do phổ biến nhất mà họ không tự kiểm tra là thiếu ý thức kiểm tra sức khỏe. Chính phủ Nga thì đã thừa nhận cuộc khủng hoảng HIV ở nước này. Các biện pháp đang được thực hiện để tăng cường giáo dục giới tính và khả năng tiếp cận nguồn lực để ngăn chặn dịch bệnh. Và vị trí đầu tiên thì đó chính là sự thật, chó thì cũng biết đi tàu điện ngầm. Moscow nổi tiếng với những con chó thật sự biết đi tàu điện ngầm. Vâng, chúng biết lên ở ga nào, xuống ở ga nào, đi ké như thật mà không cần sự trợ giúp của con người. Thành phố này thì là nhà của hơn 35.000 chó hoang, nhưng chỉ một số ít những con thông minh nhất đã tìm thấy và làm chủ việc đi tàu điện ngầm. Có khoảng 20 con chó như vậy sử dụng tàu điện ngầm hàng ngày, sử dụng khiếu giác của chúng chứ cũng chẳng cần nhìn cái biển hay là bảng nào cả. Rõ ràng là những con chó đã học được cách nhận biết và phản ứng với tín hiệu của con người. Chúng cũng nhận được sự ủng hộ tích cực và sự chú ý từ mọi người trên tàu điện ngầm. Và video này đến đây thì cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Tagai Channel ngay tức đón xem những video mới nhất của mình. Chị An Anh cảm ơn anh em.